đất 13 sọc là một loài gặm nhấm có cơ thể thanh mảnh với chiều dài khoảng 25cm và trọng lượng trung bình là 227g. Riêng cái đuôi đã dài đến 8cm. Trên lưng xuất hiện các sọc màu nâu sẫm và nâu vàng xen kẽ, kéo dài từ cổ đến đuôi. Các sọc nâu sẫm rộng hơn, chứa các đốm nâu vàng bên trong. Đúng như cái tên của nó, cái sọc này có tất cả là 13 sọc. Nó có đôi tai ngắn, đuôi hơi ngắn và lông đuôi cũng không rậm và dài như các loài sọc khác. Cả sọc đực và cái đều giống nhau. Trước khi ngủ đông, cơ thể chúng có thể to gấp 2 lần bình thường. Phạm vi phân bố ban đầu giới hạn ở các khu vực ở Bắc Mỹ. Khi người châu Âu đến và bắt đầu phá rừng, lúc này những con sóc 13 sọc này nhanh chóng phân tán ra và bắt đầu mở rộng vùng lãnh thổ. Môi trường ưa thích của chúng là các khu vực có cỏ ngắn, vùng đất không ngập nước như sân golf, công viên, bãi cỏ, nghĩa trang. Hoạt động đào hang và cách mà chúng ăn có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế ở những khu vực chúng sinh sống. Chúng có xu hướng tránh các rừng cây. Sóc đất 13 sọc là loài ăn tạp, có ít nhất 50% chế độ ăn của chúng là động vật, bao gồm châu chấu, giun, sâu bướm, bọ cánh cứng, kiến, trứng và cả các chú chim nhỏ. Phần chế độ ăn uống còn lại bao gồm các loài thực vật như hạt giống, hoa, rễ, quả. Chúng hiếm khi uống nước, thay vào đó chúng hấp thu nước từ thực vật ăn hàng ngày. Chúng cũng thu gom thực phẩm và cất giấu vào kho riêng để ăn dần vào những lúc thời tiết xấu hoặc vào cuối thu. Hoặc vào cuối thu đầu xuân khi thực phẩm trở nên khan hiếm. Sóc đất 13 sọc ra khỏi hang khi mặt trời nhô cao. Lúc này trời trở nên ấm áp. Nó hoạt động mạnh nhất là giữa trưa và sẽ trở về hang khi mặt trời lặn. Nó có thói quen đứng thẳng người bằng hai chân để quan sát. Khi thấy có sự nguy hiểm, chúng chạy ngay đến cửa hang gần nhất và chui tọt vào trong. Khi gặp nguy hiểm, chúng có thể chạy với tốc độ 13 km/h. Kẻ thù tự nhiên của sóc chủ yếu là các loài ăn thịt, bao gồm diều hâu, chồn, cáo, chó sói và rắn. Các hang được làm với chiều rộng khoảng 5cm và đôi khi bị che khuất bởi thảm thực vật. Âm xuống dưới đất sâu khoảng 4-6m, có một khoang dùng làm tổ với chiều rộng khoảng 23cm và được lót bằng cỏ khô. Chúng bắt đầu thời gian ngủ đông vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10 và sẽ xuất hiện vào cuối tháng 3. Sóc đực thường bắt đầu thời gian ngủ đông sớm hơn sóc cái. Khi ngủ đông, nhiệt độ cơ thể chúng dao động từ 8 đến 10 độ C. Sinh sản. Hoạt động giao phối bắt đầu vào 2 tuần sau khi các chú sóc chui ra khỏi tổ, sau thời gian ngủ đông. Thời gian mang thai là 28 ngày. Khi sinh, sóc con không lông và chưa mở mắt. Nhưng chỉ sau khoảng 12 ngày, các sọc trên lưng bắt đầu xuất hiện. Và sau từ 28 tới 30 ngày, mắt của chúng bắt đầu mở. Chúng bắt đầu cai sữa và ra khỏi tổ sau khoảng từ 6 đến 12 tuần. Tuổi thọ trung bình của loài sóc đất 13 sọc khoảng từ 7 đến 9 năm tuổi. Thank you.
Tarsiers là những động vật rất nhút nhát và được tìm thấy ở các hòn đảo của Đông Nam Á, vùng ngập nước ở Brunei, Indonesia và Malaysia. Tarsiers là loài động vật nhỏ với đôi mắt to. Mỗi nhãn cầu của nó có đường kính khoảng 16mm và có độ lớn bằng chính bộ não của nó, nặng khoảng 3g. Ngoài ra, nó còn có một thính giác rất tốt, có thể nghe được tần số cao đến 91kHz và nó cũng có thể phát ra thứ âm thanh với tần số vượt trội là 70kHz. Cặp chân sau và các ngón rất dài, điều này giúp chúng có thể nhảy theo kiểu thẳng đứng và nắm chặt thân cây cũng như các bề mặt khác khi chúng muốn bám vào. Bộ lông của chúng mềm mại và thường có màu nâu hoặc xám nâu, đôi khi là màu đỏ nhạt ở phía trên, còn dưới bụng thường là màu nhạt hơn. Cái đuôi không lông ở phần đầu nhưng phần sau có các lông tơ phát triển. Kích thước chiều dài cơ thể khoảng từ 10 đến 15cm, còn chiều dài đuôi từ 20 tới 25cm, trọng lượng cơ thể từ 107 đến 134g. Tarsier cái thường nhỏ hơn con đực một chút. Một khả năng rất đặc biệt được biết đến ở loài vật này là chúng có khả năng quay đầu gần như là 360 độ. Và đôi mắt của nó cũng lớn nhất trong tất cả các loài động vật có vú. Tarsiers có thể sinh sống ở nhiều môi trường sống khác nhau, từ các vùng đất ngập nước cho đến các khu rừng nguyên sinh và cả thứ sinh, cũng như ở rìa các khu rừng trồng và vùng duyên hải bụi rậm. Tuy nhiên, nơi sống ưa thích nhất của chúng vẫn là nơi có những cây non và các thảm thực vật bậc hai. Tarsiers hoạt động về đêm, tuy nhiên một số vẫn kiếm ăn vào ban ngày. Chúng là loài ăn thịt. Nó ăn chủ yếu là côn trùng và bắt côn trùng bằng cách nhảy vào con mồi, sau đó chộp lấy. Ngoài ra, nó còn ăn các loài động vật khác như chim, rắn, thằn lằn và cả rơi. Chúng là loài cực kỳ nhanh nhẹn và gần như là sinh sống hoàn toàn trên cây ở độ cao thông thường khoảng 2m so với mặt đất. Cấu trúc cơ thể thích nghi cao với việc sinh sống trên cây. Điều này cũng cho phép chúng nhảy một cách nhẹ nhàng giữa các cây khi di chuyển. Ước tính, chiều cao mà một con Tarsiers có thể nhảy là 5m, gấp 40 lần chiều dài cơ thể của nó. Thời gian ban ngày, nó dành để ngủ trên các thảm thực vật dày đặc, trên cây hoặc trong một hốc cây rỗng. Sinh sản. Việc sinh sản xảy ra gần như là bất kỳ thời gian nào trong năm. Thời kỳ mang thai kéo dài từ 178 đến 190 ngày. Đây cũng là khoảng thời gian mang thai bất thường đối với một loài động vật có vú nhỏ. Tarsiers sinh mỗi lứa một con. Các con non mới đẻ có đôi mắt mở to và nó cũng có thể leo trèo ngay trong ngày đầu tiên chào đời. Con non thường bám vào bụng của mẹ nó cho đến khi cai sữa khoảng 42 ngày. Hiện nay, loài vật này đang bị suy giảm do mất môi trường sống. Việc đốt rừng và khai thác gỗ ngày càng tăng đã phá hủy và làm suy thoái trên diện rộng ở các cánh rừng. Cộng thêm việc bị con người săn bắt để buôn bán làm vật nuôi, loài vật này thường không thể sống sót khi bị nuôi nhốt và thường chết trong vòng 3 ngày sau khi bị bắt.